Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Trúng rồi. Rớt, 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 rớt. Bà khuất rồi. Kiếm rồi, kiếm rồi. Chưa lụm nữa hả? Cú đất đậu dưới đất. Ôi ôi nó bự không nội ơi. Ui. Ôi ôi. Nặng. Trời ơi. Cú đất đậu dưới đất. Rồi giờ tôi bị nhiễm vậy tôi thành cú đất luôn hả? Máu nó dính vô chỗ này luôn mà. Ôi ôi. Dính vô chỗ đau luôn hả? Ừ. Vậy mà nó gán nó bay. Ôi cú đất đậu dưới đất anh em ơi, nó nặng. Con đầu tiên khai đao cú đất luôn. Mọi không nha anh em. Vô. Vô. Đủ ký luôn. Ê, ôi trời ơi lỏng bay. Thôi này mình đi tiếp nha. Nè. Mình phát hiện một thằng ăn trộm. Ăn trộm chuối. Bẻ gì cho chim ăn. Con đó. Con gì quên rồi. Con vàng anh. Bẻ gì cho vàng anh ăn nha. Trộm chuối nè. Thì giờ hai anh em mình đi ăn một mấy chiều á. Giờ hai anh em mình xuất phát. Thì bắn tiếp ở dưới khu dưới này ha. Thì hồi nãy cũng mới được con cua đất anh em. Hồi lúc đi ra thì mình không có quay. Giờ đang ở không thì mình phát hiện con trộm mình quay cho anh em coi luôn. Là ở đây mà ai có mất chuối hay gì đó là cứ kiếm thằng này ha. Rồi hai anh em mình đi nha. Cú dằn mất dưới cơm luôn. Còn con dưới đất kìa. Con dưới đất kìa. Đâu? Nè, bên đây nè. Hả? Bên đây nè. Cặp cái hàng thông đó, nó đứng đó. Đó. Thấy không? Ngay góc hả? Rồi bắn, lo bắn cu dằn mất bà ăn cò bợ. Đền đi, đền đi. Hả? Thôi lượm, lượm. Đâu rồi? Đây 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 đây, thấy rồi, thấy thấy thấy. Trời ơi, tưởng nó chết rồi. Đây anh em. Bay 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 bay. Rồi tiếp nha anh em. Kìa. Bia. Trời ơi trời, tôi bắn tốc cùng dây điện. Giá mang thì kiếp đại. Dây điện bự hơn cu anh em ơi. Khanh đi lụm rồi anh em. Không, mình bắn không lại em Khanh anh em ơi. Wow, quỷ già này dữ quá. Chị ba quay cao ra đâu hả? Phải còn sáng không? Trời ơi. Phải còn sáng không? Tôi không thấy luôn. Ôi ơi, bự anh em ơi. Ê, sao có nó con lông trắng vậy? Nó già rồi đó. Nó già, tóc nó bạc. Bắn vô, bắn trời ơi, bắn vô ngay trắng ba luôn. Trời khứa già luôn anh em ơi. Ê, trời ơi, cường xanh lét nè, luôn. Nè, quay mặt ra, gọi mặt cầm ké nè. Cầm ké nha anh em. Đây đi theo lượm chim nữa nha. Mặt cầm ké nè. Ôi ôi, đã.
Trời ơi, đi heo lụm anh em, lụm cảm giác sướng tài lắm anh em. Ai bán. Tôi thấy nó nhào, bay chứ nhào như khó. Rồi, tiếp tục nha anh em. Con mày bị quá bự luôn. Đi coi nha, trên đầu điện đó. Ừ. Đỉ mà mày. Rồi nó lủi nó cay rồi. Chích bà mày nè. Nè, mày dám đuổi hai con cò của ta, hai con chim của tao. Rớt gọi có đường vô không? Vô lý. Thấy bài không? Thấy. Bắn ngay, bắn ngay, bắn ngay. Bấm. Chơi dĩa chim bên tay phải của người ta cũng giành bắn luôn. Trời ơi trời, thiệt chứ nãy giờ bắn được trúng con mềm bẹp ôm bi gớt rồi lỗi mất tiêu đây nè. Thấy rồi nè, thấy rồi anh em. Trời ơi, con chim bên mé của người ta, bên tay phải của người ta cũng bắn luôn nè. Nè, ăn giọng vàng đi nè. Thầy Khanh bắn con nữa nha anh em. Thầy tiếp tục đây. Càng nè. Ừ rồi. Tính lấy hai con nữa. Tính lấy hai con. Bởi vì mấy con kia nó đi khéo qua đó. Chạy lại, chạy lại. Chạy lại lụm mấy đứa hang gì hang gì. Đây đây đây. Đây, một con nữa nha anh em. Cu dằn nha, vô vô. Trời ơi. Đó 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 đó. Ủa, đây con nữa hả? Đi dữ vậy ta. Dĩ ba. Gần bóng túng vườn sao bóng túng đi. Ý. Không kịp bay nữa nè. Đó đó, nó còn đứng đó. Bắn nó. Đó. Đứng đây nè. Đó. Để nó bay đó. Nó gục rồi. Mày đùa với chính quyền. Hai viên rồi nó còn bay. Trời ơi. Đây. Con cu đó nè anh em. Ôi hai viên mà nó bay cờ 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 nó chạy. Này tiếp tục hơi trễ rồi anh em, mình đang về. Cấm đọc. Dướng lại, dướng lại, dướng lại. Bắn nữa, bắn nữa Khanh, bắn nữa Khanh, bay luôn Khanh. Cùng. Bìm bịp là con tu hút đen. Ê, nó lủi, nó lủi, nó lủi, nó lủi. Qua tới bên này rồi. Nó mới lủi đâu đó, đó thì nó chạy hướng qua đây nè. Rồi chào anh em nha, mình về nha. Giờ mấy giờ rồi ta?
hơi trễ luôn á. 5:48. Ủa, lại đi 4 tiếng. Được con như đây nè nè. Mới chất ra nè. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 con. Này. Ừ. Thành đang đi mua thuốc à. Hỏi quá anh em ơi. Chiều nay đi gặp gì đâu không? Được mấy con à? Con này bự nè. Con này quay chưa? Mà thiệt mà luôn anh em. Ôi, trễ lắm rồi, giờ mình chạy về nhà nha. Hẹn anh em với clip sau của mình. Về nghỉ, mệt quá rồi anh em ơi. Hôm nay nói ngắn gọn, xúc tích. Mệt quá rồi, về. Hẹn anh em với clip sau nha, bye bye.